Hôm nay tôi dẫn các bạn đi trung tâm đồ kỹ thuật ở Singapore. Let's go. Đây sẽ bán tất cả các loại máy móc thiết bị văn phòng, máy tính, máy chụp hình, quay TikTok. Các bạn có thể đến đây để mua bán trao đổi các loại laptop cũ và mới. Quá trời dây sạc không mọi người ơi. Dây lỗi nào cũng có, chó heo cũng có luôn. Biết được quay không nè. Mình sẽ để địa chỉ ở dưới phần mô tả các bạn. Em máy chụp hình nè. Được coi thử người ta tiếp. Có gì đâu, cứ đi thôi. Đây là một cái hòm, giữa trung tâm. Có sửa máy tính, sửa điện thoại nữa nha mọi người, giá cũng khá là phải chăng. Ôi, bán xe điều khiển mọi người ơi.
đây là tầng 3. Khá là nhiều đồ để bán, khá là nhiều kiosk. Cái này em chơi game hết sảy mọi người ơi. Get your phone.